Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã tư vấn thành công cho rất là nhiều gia chủ xây dựng cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn. Và một trong những mẫu nhà mà mình vừa thực hiện tư vấn cho gia chủ thời gian gần đây đó chính là gia đình của bạn Thương ở Cà Mau, với cái chiều rộng của mặt tiền là 7,4m và cái chiều sâu là 15m, gửi đến mọi người tham khảo. Và trong cái quá trình làm việc cũng giống như là có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ, phía bên gia đình của gia chủ thì sẽ lựa chọn cái phương án mặt tiền theo phong cách rất là đơn giản nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Lựa chọn cái phương án mẫu nhà hành lang chữ L xây dựng ở vùng quê nông thôn trên những cái mảnh đất trống kết hợp với vườn cây ao cá, không khí thì trong lành và mát mẻ, ở đây cũng chính là một cái phương án lựa chọn của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Vì cái điểm nhấn và cái điểm rộng thoáng và cái tiện lợi mà cái mẫu nhà hành lang chữ L này mang lại, có thể kể đến là tại cái vị trí chữ L này mình có thể bắt một cái bàn uống trà, một cái bàn tiếp khách đãi tiệc trong trường hợp mà nhà mình có đám tiệc, có thể nói là phóng một cái view nhìn ra rất là xa tại cái vị trí chữ L này, rất là rộng thoáng và rất là tiện lợi. Chính vì vậy mà cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều mọi người quan tâm lựa chọn xây dựng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L với cái chiều rộng mặt tiền là 7,4m và cái chiều sâu là 15m này nhé. Được thiết kế đầy đủ công năng, cái phần sảnh phía trước là 2,7m, cái phần chữ L phía bên tay phải là 2,5m, một phòng khách, hai phòng ngủ, một khu vực phòng sinh hoạt chung, khu vực phòng ăn, bếp và một nhà vệ sinh. Có thể nói là công năng nó rất là đầy đủ cho một cái gia đình 3 thế hệ sử dụng trong ngôi nhà này. Về diện tích xây dựng thì nó tương đối là vừa đủ, không phải là hoành tráng lắm, vi mô lắm, nhưng mà về mặt cái hình học của cái mẫu nhà hành lang chữ L này nó rất là đẹp. Và có thể nói là tổng cái diện tích xây dựng và cái hình học của nó rất là đẹp các bạn, là hình chữ L tổng thể. Có thể nói là mẫu nhà hành lang chữ L này, ngoài cái tiện ích mà hành lang chữ L này mang lại, nó còn mang cái vẻ đẹp về cái hình học và cái hình khối của cái mẫu nhà này. Về phần mặt tiền thì cũng rất là đơn giản, có thể nói là khi có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà này thì cái mặt tiền nó cũng giống nhiều với cái mẫu nhà mà các bạn đã từng biết đến trước đó. Cột thì sẽ được thiết kế là cột vuông ốp gạch 80x80, cột 350x350 để tạo cái điểm nhấn và cái độ mạnh cho những cây cột này. Chính vì vậy mà mình sẽ chọn cây cột này nó tương đối là nó to, là 350. Về phần mặt tiền thì sẽ được ốp gạch là 80x80, tạo những cái khoen gạch sậm màu để tạo cái điểm nhấn cho cái mặt tiền. Tại cái vị trí cái cửa hai cánh phía bên tay phải thì cũng được ốp gạch 80x80 luôn. Có thể nói là cái mặt tiền của cái ngôi nhà này nó không có quá nhiều những cái điểm nhấn, nhưng mà nó rất là sáng các bạn, sử dụng cái vật liệu rất là trẻ trung và hợp thời đại. Về phần gạch nền đó thì mình sẽ chọn cho gia chủ là gạch 80x80 nha các bạn. Có thể nói là cái màu sắc được đặt để cho cái ngôi nhà này đó chính là cái màu sáng. Ngoài ra tại những cái vị trí lan can này cũng được thiết kế nhằm giúp tăng lên cái vẻ đẹp, tạo cái điểm nhấn và giúp cho cái việc liên kết của những cái cây cột ở phía bên trong ngôi nhà này nó được tốt hơn. Lan can thì sẽ được chọn là lan can hở gạch bông gió 20x20 nha các bạn. Về chiều cao nền thì được thiết kế là 5x5 cấp, tổng chiều cao nền là 80. Nếu trong trường hợp mà nhà mình có điều kiện thì 5x5 cấp thì mình ốp đá hoa cương, còn nếu trong cái trường hợp mà kinh phí của mình hạn hẹp thì mình cũng có thể ốp gạch giả đá, thì cái hiệu ứng và cái tính thẩm mỹ của nó cũng rất là cao. Về phần vật liệu cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm Sinfa màu trắng nha các bạn, vì yêu cầu của cái mẫu nhà này là nó càng sáng thì nó càng tốt, chính vì vậy mà mình sẽ chọn màu trắng. Về cái chiều cao thân nhà này là cao 3,6m nha các bạn. Tại cái vị trí chữ L thì sẽ được đúc giả xenon,
phần trần thạch cao sẽ được đóng tại cái vị trí này. Từ cái phần mà sảnh trở ra phía sau là xây thùng một mái lợp tôn. Có thể nói là mặt tiền của cái ngôi nhà này nó rất là thanh mảnh, rất là sáng và rất là đẹp. Có thể nói là sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà này mình cũng cảm thấy rất là thích, vì nó không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà tổng thể của nó rất là có duyên. Để tạo cái sự thuận lợi trong quá trình sử dụng của những cái mẫu nhà này thì mình sẽ tạo một cái gam dốc ở phía bên tay phải, giúp cho việc lưu thông đi lại và xe chạy lên chạy xuống ở cái khu vực này. Xin lưu ý là tại cái vị trí gam dốc này mình sẽ ốp gạch nhám để nó an toàn trong cái quá trình đi lại và sử dụng. Về phần nội thất thì sẽ tạo cái điểm nhấn tại cái vị trí vách phòng thờ và các vách tại cái vị trí lối đi sẽ được thiết kế là những cái vòm bo bán nguyệt, giúp cho cái phần cái nội thất của ngôi nhà này nó trở nên mềm mại hơn. Về phần gạch ốp thì sẽ được ốp gạch 30-60 cao 1,5 m cho tất cả những cái khu vực công năng trong cái ngôi nhà này. Về phần màu sắc thì mình sẽ lấy cái màu trắng đậm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là cái màu ghi xanh nha các bạn. Có thể đây chính là một cái màu sắc mà nó rất là trẻ trung và rất là năng động. Và sau khi hoàn thành xong cái mẫu nhà này với cái phối cái màu xanh ghi này thì nó cũng tạo nên một cái điểm sáng và một cái điểm nhấn rất là đắt giá cho cái mặt tiền của nhà này. Thì cái chân nền của ngôi nhà này cũng khá là cao, là 800. Chính vì vậy mà mình sẽ tư vấn cho gia chủ là ốp đá trẻ, nhằm giúp cho ngôi cái chân nền của ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp hơn, hạn chế bám bụi bẩn. Và các vật liệu đá trẻ được xem như là rẻ nhất ở trên thị trường hiện nay, và cái hiệu ứng của nó mang lại cũng rất là cao. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình cũng rất là quan tâm, là về cái phần cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà đang chữ N này là bao nhiêu, thì được chia làm hai phần. Một cái tín hiệu mà mình cũng cảm thấy rất là vui là bạn Thương và cùng với gia đình ở Cà Mau cũng đã tìm được nhà thầu xây dựng cái ngôi nhà này với cái chi phí phần nhân công là 850.000 một mét vuông. Còn về hoàn thiện cái vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này với cái chi phí là nhân công là 850.000 thì có thể tạm tính cái mẫu nhà này hoàn thiện là nó khoảng 4 triệu một mét vuông, vì chi phí nhân công ở cái khu vực nhà này xây dựng nó cũng tương đối là đã rẻ hơn ở những cái vị trí khác. Như vậy tổng cái diện tích của cái mẫu nhà này là chiều rộng mặt tiền là 7,4 m và cái chiều sâu là 15 m, tổng cộng là 111 m2. Mình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 4 triệu. Như vậy hoàn thành xong cái mẫu nhà này nó chính là 444 triệu nha các bạn. Như ở những cái video trước là mình đã có chia sẻ thì hiện nay cái giá hoàn thiện vật liệu và nhân công thì nó còn tùy thuộc vào cái địa phương nơi mình xây dựng cái ngôi nhà, tùy thuộc vào cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mà mình trang trí mà cái giá thành này nó có thể tăng giảm. Mẫu nhà hành lang chữ N này nó càng hoàn thiện hơn nữa khi mà nó kết hợp với cái cổng sân và hàng rào, sẽ tạo nên một cái view nhìn rất là đẹp. Cái độ hoàn chỉnh và cái độ thẩm mỹ có thể sẽ tăng lên rất là cao ở cái mẫu nhà hành lang chữ N này. Hứa hẹn rằng cái mẫu nhà hành lang chữ N này sau khi hoàn thành xong nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm sáng ở địa phương nơi ngôi nhà chữ N này xây dựng, và mình cũng tin chắc là như vậy. Và cũng xin chân thành cảm ơn bạn Thương cùng với gia đình đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái ngôi nhà mơ ước của mình cho đơn vị mình thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn cùng với gia đình, và xin chúc gia đình của bạn Thương sớm hoàn thành cái ngôi nhà mơ ước cho riêng mình. Có thể nói xây dựng được một cái mẫu nhà hành lang chữ L như thế này, hoàn chỉnh như thế này, đó chính là một cái điểm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Có thể nói là mơ ước cả cuộc đời xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này. Và cuộc nhân dịp năm mới cũng gần kề, xin kính chúc mọi người sớm hoàn thành ước mơ, sở hữu được một cái ngôi nhà mơ ước của riêng mình. Vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn. Hy vọng với cái mẫu nhà mà mình chia sẻ góp phần tạo nên một cái sự phong phú và đa dạng hơn nữa về những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn, gửi đến bà con mình tham khảo. Và video của mình đến đây đã xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn hành lang chữ L, một mái xuôi mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.